hai bà cô gái. Ê! Ơ trời ơi! Có sao không? Có sao không? Không. Rồi. Không, không, không nghe được. Ông nói sao? À, cô đó là con gái của ông. Ôi con này là Nam Mô Di Phật. Ông ơi thì tụi con cũng ai da. Gì trời? Trời. Chết rồi. Chết bà luôn rồi. Nữa rồi. Cái sao không? Mà cứ để nó cho ổng cái gì đó. Ông cứ để trên cái bậc thang đó. Ông cầm được. Ừ, ông để. Ê cái cây ngoài kia, ngoài kia. Cái gì? Cái gì? Ê, cái gì? Ê, căng thẳng cái thằng lú vô, lú vô. Lú vô cái vô rồi không chịu vô. Rồi hết ga luôn. Ừ. Ê. Ôi, chào cả nhà. Chào cả nhà quay lại với kênh Gió Đồng và kênh Săn Ma Vlog cả nhà ơi. Chào cả nhà ơi. À cả nhà ơi, thì hôm nay hai cậu cháu cô tiếp tục ở lại cái trạm bơm. Thì lần trước đến thì hai cậu cháu có gặp được cái vong linh của cô gái bồng con. Nhưng mà khi tụi con về xem lại cái nhà không phải là một vong, mà tận tới hai vong mà hình như giống nhau. Một vong thì ẩm đứa bé, một vong đứa bầu. Giống như hai em sinh đôi vậy. Ừ. Một đứa, một người thì đẻ rồi là sao ẩm. Một đứa thì có bầu. Còn một cái người kia thì mang bầu á. Lại mang bầu. Ừ. Nhưng mà hôm đó thì hai cậu cháu chỉ giúp được cái cô gái ẩm đứa bé thôi. Bởi vậy như nè, cả nhà nhớ hôm đó con với Tú thấy, Tú thì lại thấy cái người phụ nữ mang ẩm con đúng không? Ừ. Lúc đó con thì thấy thằng này có người nữa. Mà hai cô cháu mình, hai cô cháu không có là thằng này thấy nhỏ kia, ý người kia không, mà ngược lại do hợp á. Do đó. Nó hợp người này người kia thì hợp không, không phải nhiều khi họ dạng đánh hợp hước mình là sao. Chứ ừ. Hợp gì tại sao mà hồi lúc ai không thấy chưa vậy? Đúng không? Thì đôi khi họ lúc họ cho thấy. Giống như là cái vong này họ thuận với người nào họ cho thấy. Còn tới hồi mà họ cần giúp đỡ thì bắt đầu họ sẽ cho hai người thấy hết. Đó. Thì hôm nay trở lại chủ yếu mục đích á, thì để tìm lại cái vong của cái cô gái thứ hai là cô gái mang bầu. Thì để coi đây là cô gái như thế nào. Mà hai cô cháu thật sự ra cũng không có chắc chắn là cùng hai. Đôi khi cô gái này có thể làm gì đó cho che mắt mình cho mình thấy hai người. Tại vì hai cô cháu có cái suy nghĩ là mình không biết rằng ở đây là hai người. Hay là một người. Nếu mà là hai người thì có thể là sanh đôi. Mới giống nhau hoàn toàn vậy. Hai nữa là họ chỉ một người thôi, một nhưng người. Họ làm như vậy cho mình thấy giống như là họ đánh lạc hướng hoặc là họ làm cái gì đó cho mình kiểu như không có chú tâm vào một người á. Nhưng mà khi mà hai cậu cháu mà giúp cái người này, khi mà họ cái nhà thấy không, có những cái gọi là cố chấp của người mà ta không có buông bỏ thì cứ hóa niệm và nó tưởng tượng ra những cái điều đó và bắt đầu cái vong linh nó cứ chôn vùi với cái cuộc sống lặp đi lại là cứ tưởng tượng là là đó là con mình. Thì cứ họ cứ thấy là họ mới sinh con hoài đó. Đây đó. Thì cái ẩm đứa con hoài như vậy nhưng thật sự đứa con đó không phải là con mất từ khi nào của cô gái này, mà họ chỉ là cái ảo ảnh họ tưởng tượng thôi. Họ tưởng tượng cái điều đó nhưng mà thật sự đứa con của cổ thật sự lúc mà sinh ra mắt thì người ta đã mang đi rồi. Đâu đó. Đâu còn ở đó đâu. Mà đôi khi cái vong đứa bé này cũng thật sự cũng không còn tồn tại ở thế giới tâm linh nữa, mà có thể là đã chuyển kiếp về cái nơi khác, siêu thoát về cái nơi khác, đầu thai làm người mới. Tại vì đứa bé sinh ra thì đâu có tội gì. Bởi vì khi hai cậu cháu con khuyên á, bắt đầu cô hiểu được thì cái tâm không có suy nữa, không có nghĩ nữa, đứa bé mất liền, không có tưởng nữa, thì tự nhiên đứa bé mất liền. Nó lạ mà nó không phải lạ là do mình cũng biết rồi, do cái tâm có cổ thôi. Khi mà họ không có tư tưởng về đứa bé nữa thì đứa bé mà họ đang kiểu như là họ đang mơ tưởng ở trên tay, họ đang bồng ẩm đó, thật sự không tồn tại đó. Nó vậy thì hôm nay hai cậu cháu lại có giờ này thì sự cũng gần tối cả nhà, cũng hơn 5 giờ rồi. Nói chung là cái giúp được cái bà này á, là hai cậu cháu cũng rất là mừng rồi. Nhưng về á coi lại thấy tự nhiên sao cũng bà nữa, tại ngay lúc đó là hai cậu cháu đặc biệt cái video trước nghe cậu cháu đến đây thì thật sự hầu như hai cơ thể là bị suy nhược cái sao nhà, nó uể oải mệt mỏi rất là nhiều và hầu như camera thì lúc nào cũng bị nhè đi hột đi, còn camera đêm thì có lúc thấy được và có lúc thì cũng bị nhè luôn. Nhưng mà camera đêm thì thấy được nhiều hơn. Đúng rồi, camera đêm thì nói chung là do con nghĩ là sự tác động của họ đến camera đêm mình ít hơn. Tại sao? Tại camera là màu là bị nhiễu sóng. Đúng rồi, bị cái tâm linh nó tác động, bị nhiễu sóng.
đôi khi mình đến những cái nơi nhà hoang mà điện cái camera cái nhà xem mà nó có sụp rằn rợn 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 đó là cái sóng âm đó, cái sóng âm mà nó làm ảnh hưởng đến cái máy sống của mình đó. Đó hoặc là nhiều khi á nhiều... cả nhà nghe điện thoại nó bị giống như nó có những cái tiếng nó không có nghe rõ mà nghe éo éo, hoặc là nó bị cái sóng nó bị chập chờn mà có nghĩa là ở đó là không phải là một cái nơi vắng vẻ ít khu dân cư, nhưng mà nhiều khi chỗ đó đông khu dân cư luôn, nhưng mà ở nơi đó có tồn tại được gọi là tồn tại cái thế lực tâm linh, họ cái như cái từ trường của cái người âm á, thì họ rất cao, họ tác động đến cái sóng điện thoại. Tại cả nhà là trước còn có cái đồ mà gọi là dò tín hiệu á. Ừ, thì khi mà cả nhà đến những cái nơi, tại cái đó cũng chẳng qua mấy ông cảm biến bằng điện thôi chứ gì, bây giờ ở nơi đâu có cái từ trường cao, ở nơi đâu có cái từ trường điện cao thì cái sóng điện nó làm cho cháy bóng đèn lên, thì đó là cái cách hoạt động của cái máy đó. Thì có nghĩa là họ là một dạng từ trường, mà nếu mà lúc họ không hiện lên chúng ta chỉ có thể nhìn thấy qua cái máy đó, có nghĩa là khi chúng ta không thấy được hình ảnh và họ không hiện hình, nhưng mà chúng ta muốn biết họ ở đâu thì dùng cái máy đó để mà kiểu như mà rò tầng sóng đó. Rò tầng sóng có nghĩa là cái sóng âm của họ là nó khác cái sóng của mình, nhưng mà cái máy đó sẽ phát hiện ra nơi nào nó cao và nơi nào nó không có. Đúng rồi. Nơi nào họ ở đó thì nó sẽ cao và đèn sẽ chớp nháy sáng sáng lên đó, để đó là những cái nơi mà chúng ta có thể là biết họ đã tồn tại đó, nhưng mà nơi đó chúng ta không thấy họ như thế nào đó. Nhưng mà khi mà tụi con biết cái cách để làm sao để có thể thấy được họ thì lúc đó không có xài tới, nhưng mà đôi khi cũng không thấy. Nói chung là cũng tùy vong thôi. Có thể là tụi con đến những nơi đó thì tụi con biết cách để có thể nhìn thấy họ dễ dàng như hơn những người thường khác, nhưng mà tùy phong linh thôi. Họ nếu mà họ biết được và họ có thể làm một cách họ tránh né hoặc là họ che mắt đi thì cho dù như thế nào chăng nữa mình chúng ta cũng không thấy được. Bởi vậy có người mình đến nơi này thì gặp, mà có người khác đến đâu gặp đâu. Nói thôi bây giờ cả nhà hai cậu cháu, con cũng xin mời cả nhà cùng hai cậu cháu trở lại nơi đây để xem hôm nay có hữu duyên gặp cái người mang bầu hay không, để hai cậu cháu nếu mà thuận tiện cũng có thể giúp đỡ. Cả nhà đi cùng tụi con nhé. Cả nhà hai cậu cháu vô, giờ này cũng khoảng chừng 5:30 chiều và trời cũng lặn dần, thì hai cô cháu mong rằng là cái giờ này á hai cô cháu đến có thể thấy rõ được hơn, hoặc là có cái điều gì đó nó khác đi hôm trước để nó ảnh hưởng tới hai cô cháu không có sức khỏe, rồi nó bị máy móc đồ nó si rồi, chứ lại máy móc nó bị ảnh hưởng rồi. Cái thành ra không có làm gì được hết chứ. Nha. Mà vốn dĩ á mình cũng không biết là đây là cùng một cô gái hay là hai cô gái, có nghĩa là dạng thì giống nhau quá gì. Tức luôn hả? Nó xếp cái cụ người ra cục này. Cái quai ây da, cụ bó nhang đâu kìa, nhang chấm. Ủa? Trời, gì trời? Ê, những cái đầu mày nghe. Mấy cây này ở đâu vậy? Mấy cây đốt chứ, ngay đây nè. Vòng vòng tới đây, dạo trước nhóc hết chưa? Nam mô Di Phật. Con cầu Phật tổ Phật thầy. Chư quan cụ thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi, đất đai dân trạch gì đâu ta. Hôm nay hai cậu cháu con đang có mặt tại mảnh đất hiện tiền ở đây. Rụt rác, rụt cũng là cái nơi trạm bơm mà nhiều vong linh họ đến đây trú ẩn. Thì lần trước tụi con đến và cũng gặp được cái vong cô gái mang thai và cô gái. Ý! Ơ trời ơi, có sao không? Có sao không? Không. Rồi. Trời trời. Ê, có tiếng tầng hắn. Ê, ở trong gãy hai que, ý là gãy hai cây vậy. Hai que xíu tát đầu. Cũng may tôi ve tới chúng mấy cái que này, không chúng ngay chúng đó là rồi to rồi. Sao tôi quay tới tôi luôn không thấy gì chứ, mà góc bên đây sao ta? Bài đó qua đó qua đó bên đây không? Ừ, bên đó đó. Để cầm tôi dọn cái cây này ra cây bài đây, bay qua nè cả nhà.
Ơi ơi. Ây da. Trời ơi. Nói mới phạt thì các ông Linh ơi, thì vào cái giờ này á, thì con cháu tôi đến đây á, thì cũng không có ác ý hoặc cái gì đâu mà cứ hoài luôn, nghe không? Nghe được cái âm thanh không? Đâu ta? Hay hoặc là muốn đến đây làm phiền vong linh gì cả? Có. Đâu ý? Đến đây cũng chủ yếu để mà giúp đỡ các vong linh thôi. Thì nếu có điều gì mạo phạm hoặc là không hài lòng vong linh, ê, thì cẩn thận mời được bỏ hoa. Nghe liên tục á. Đó. Đâu sạc quá trời. Không thấy gì hết. Ừ, có biết sau này có không? Cẩn thận ngang. Thì nếu mà các Linh có mặt hiện hữu đây á, muốn điều gì hay hoặc là như thế nào, thì các Linh cứ hiện hình ra đi cho tôi thấy đi. Như thế nào chúng tôi sẽ giúp đỡ cho. Chứ bây giờ á, tác động và những cái điều này á, ui giời ơi, cạn á. Gì trời, trên đây nè. Tôi thấy đâu cho nó bay ra, không biết đâu nữa. Ừ. Có hoài không thấy. Nguyên cái nhánh nè. Ông cầm đi, tôi gian giái hoài, sao bị hoài. Ông giái đi. Hy vọng là sẽ không cắt đầu. Sao nguy hiểm quá à? Cảm thấy lo sợ. Tôi mua cái bọc bài. Mau gì Phật. Nam mô Di Đà Phật, con cầu đắc đa nhân trạch thủ thần thủ địa. Tôi nghe gì hoài ta? Những phong linh hương hồn tiếng rụt rẹt rẹt quá. Mảnh đất hiện tiền. Thì trước tiên hai cậu cháu đến đây cũng có lòng mong muốn là có thể giúp đỡ những phong linh hương hồn ở đây. Thì hôm nay con thích ba bát nén hương này, mong những phong linh có thể lắng nghe, cũng như là những chư vị ở đây cũng có thấu hiểu cho cậu cháu chúng con. Nếu hai cháu con có làm. Ê, tôi nghe gì rụt rẹt rẹt lắm nghe, từ từ nghe. Thì cũng mong rằng chư vị đắc đa thủ thần trạch tới đây cũng gia hộ cho con. Nam mô Di Đà Phật. Tôi nghe tiếng sọc sạc sẽ đâu có coi chừng nghe các bạn nha. Tôi nghe lắm luôn á. Cái gì mà nghe những cái tiếng động giống như là ai lôi cái gì, ai kéo cái gì á, rùng rẹt rùng rẹt. Giống như những nhánh cây này nữa nè. Ừ. Mà nhìn xung quanh thì không có gì đâu hết. Ngộ. Ơi, trời. Cái hướng này nè. Này hôm nay cũng lỏng thôi đâu trời. Hoặc là những cái cây này ta. Có gì đâu. Đây đi, mình đi vô trong này đi. Ở đây thì nó nhiều cây quá không biết chỗ nào. Xong mà thấy luôn nhánh trà bá này nha. Bít luôn đường đi, bít luôn. Không cần ra luôn. Ê, có gì có cái sự gì đó mà có nghĩa đồng sắp đặt á. Ừ, hai cái dặn ném nó hoài luôn. Ngay cái chỗ này không à. Tại sao là không phải là nơi khác? Đi vô trong thôi. Cày đi. Nam mô Di Đà Phật. Không thấy ai hết. Không thấy điều gì hết. Trời đang tối dần, cũng mong rằng là những vong linh ở đây, nếu mà đã cô gái ở đây mà đã hôm trước đã cho chúng tôi thấy nhưng mà chưa có đủ duyên để hai chúng tôi gặp mặt, thì hôm nay nếu mà hai cô cháu đặt chân đến đây mà vong linh ở đây cảm nhận được những cái thành ý cũng như những điều tốt của cậu cháu chúng tôi dành cho vong linh, thì bây giờ thì mong vong linh có thể hiện diện ở đây để hai cậu cháu có thể tỏ bài cũng như là mong rằng giúp đỡ cho vong linh. Bây giờ tôi không biết là cái người kia là chị cái em gì của cô mà rất là giống cô, thì hai cậu cháu cũng đã giúp cho đi được rồi đó, thì người ta cũng đã về chùa người ta tu. Tôi không biết là cô vong linh cô tên tuổi là gì và có liên quan gì với cái người này không, nhưng mà khi mà đến đây á, dù là vong linh như thế nào nữa, hai cháu tôi cũng mong rằng có thể giúp đỡ được vong linh. Nam mô Di Đà Phật. Kỳ ta. Cái gì? Ôi trời ơi. Thiệt. Ủa, cái gạo nó luôn kìa. Ê. Từ. Ôi trời. Nguyên cái gạo luôn. Sao vậy? Có gì quá. Nghe em nhích cổ nhích kìa. Từ từ nha. Có ai? Ê cái gì? Ê. Cố tỉnh không cho mình ra.
Rồi bích luôn à. Cái chừng mặt mày á. Cái chừng đó. Ê mẹ, lộn vô cái lỗ quá. Cái lỗ á. Lộn vô cái lỗ. Ừ, quay bến đi. Thấy gì không? Ở ngoài đâu thấy gì đâu. Kìa. Ê kìa. Cái gì? Khoan đửa máy tao quay vô ngoài. Đưa đây. Xéo qua. Ủa? Đâu có gì đâu. Quay. Có gì hết á. Có gì? Đâu quay qua có gì đâu. Ừ. Ê. Được. Ê. Có gì đâu. Ê cẩn thận nghe. Đâu có gì. Ê cái cây ngoài kia. Cái gì? Cái gì? Ê, cẩn thận nghe, lũ vô. Cái vô rồi không chịu vô. Rồi hết ga luôn. Ừ. Ê. Gì đó trời. Ê. Cái gì? Ê. Ôi, ông già hả? Bà già, không phải ông già. Phải không? Bà. Sao đây ông giống ông già ơi. Ê. Thật. Xíu nữa lo lần sau rồi lần trước. Thoải mái áo sơ mi gì, áo tay chạy tay trắng cái gì á. Không biết nữa. Nhìn nó ông già quá à. Cái gì? Cái gì? Ôi, ông già hả? Bà già, không phải ông già. Phải không? Bà. Sao đây ông giống ông già ơi. Ê. Rồi sao ra nè. Từ để tôi lên đây. Cái này đi đây. Cẩn thận nha. Đi này ra nè. Cẩn thận nha. Có gì không? Không. Tao quay qua cho cả nhà anh xem. Ủa đâu có gì đâu. Kỹ ta. Sao có gì không? Vô đầu vô mặt luôn hết hai lần rồi. Tao kêu kìa rồi không kịp. Mà tôi thấy gì đâu. Thì nhưng mà tao thấy cái cây đó, nó mỏi lôi. Tao kêu mày liền á. Rồi sao này mình lôi ngoài không? Đi bây giờ đi ra ngoài. Mình lôi mấy cây ra. Đi đường. Đường có đường chạy chứ. Thế giờ gì sao? Dưới đâu rồi? Thôi rõ vậy. Không biết nữa. Này cầm máy tao xuống dưới. Cẩn thận đi mày. Giờ lối ra sao? Lối đi. Sao ướng vậy? Không hiểu tại sao cái nhà làm như tất cả các cây nó gom lại. Ừ. Miếu nó. Ê thật cái gì? Đâu có thấy gì đâu. Có gì đâu. Nè nè. Cầm đây. Quýt chịch luôn rồi. Ôi trời, bộ trăm củi gì đem gì đây dữ. Này sọt cái mắt đuôi luôn. Giờ đeo kiến mà nó, vô đây. Nó bay vô mắt đuôi luôn. Không mà tương nhiên mới ra giữa nha. Ừ. Giờ có khi nào mà tối mình... mà. Còn hãy cái ông già hai bà già thiết hiện. Cái tiếng kéo kéo bên đây nè. Ơ tiếng ông gõ gàng không? Ừ nghe tiếng được không? Được không hả? Sao thấy giống bà già vậy? Không, ông này ông già mặc áo sơ mi gì vậy? Tóc bạc hết chứ. Ừ. Nghe cái tiếng này nè. Đó. Ừ, cái gì? Thôi cẩn thận rồi. Ghê quá. Sao đây nghe. Bữa nay sợ mấy cái này nè chứ không phải sợ biến. Nè thôi thấy bữa nay. Từng mấy cái cây này nó bay vô dèo hoài luôn. Nó gắn ngang luôn, nó vô luôn. Dạ. Ê! Ê! Trời! Gì đâu trời? Ngoài trong lỏng không có gì chứ. Đâu, này có gì không? Không. Trời, giờ sao gần ngán quá. Tuy nhiên trời, sợ ngồi đây cái này dọn cái đống này một buổi trời luôn. Nghỉ dọn luôn. Đi đường sau vô. Có gì đường sau mày ra. Đi đường sau. Đâu hả? Đâu hả? Không biết. Có gì lộ xong về luôn. Rồi xong má mắt làm sao? Ước nhẹ phải dục luôn. Cái lỗi đường nhỏ
kính nhỏ nè. Đồ nhỏ cũng sao lên nổi. Ba lô ba cái đồ mình đem theo để mà. Ba lô 4 xe mà. Có này thôi à. Rồi lấy máy cầm nè. Dục luôn. Ăn mài. Mà sao vô chổng đây chằng. Vậy không phải lôi ra chứ sao vậy? Lôi ra. Ngoài máy tôi lôi cho. À, tôi lôi cho. Sao không? Mà bỏ đâu nè. Lần nặng lắm bụng. Đẩy đạo qua đó đi. Qua đó đi. Nặng lắm bụng. Ừ. Từ từ. Gì? Dính cái gì á? Ừ. Giờ đợi như thế thì kia. Ừ, lỏ không à? Ok. Trên đời thì chứ. Ủa sao mình, họ làm nhanh quá mình lấy lâu quá vậy? Quá đám củi nè. Nghe nó mới nặng đó. Trời ơi cây này. Dựng đứng luôn, đứng ngã bên kia luôn. Dựng, dựng. Ờ chỗ ít đi nha, ừ dựng ngã bên kia luôn. Rồi ok. Bấy nó nhỏ nhỏ là vô dục đi để hơi đạp. Trời ơi cây chạy sốc chết luôn quá. Mệt thiệt chứ. Ơi nè. Mệt. Già, ông già có gan không? Ông già bà già đi đi vô đây. Nó mô gì đó Phật. Ủa ông ơi bà. Ông cái gì á? Ông ơi bà. Ở đây cho hỏi. Ai đang ngưỡng trước mặt ông vậy? Ông ơi bà vậy? Có thể cho chúng con biết không? Hai con mắt không có trùng trắng. Thế tôi lùi vậy? Ừ. Thế sao hút à? Cho con hỏi là phong linh trước mặt con là ông hay bà vậy? Và hiện tại á xuất hiện ở đây có điều gì muốn tỏ bài hay không? Hoặc là sao không? Để tụi con biết rồi con tìm cách giúp đỡ. Tôi nhìn giống như không có mắt rồi. Thì trắng không 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 trong có à? Trong đen ý không có trắng không có mắt luôn trong học luôn dạ yeah. Ừ Nam Mô Di Phật. Thì bây giờ hai cháu con hữu duyên gặp được quý quân linh ở đây đây thì mong rằng là nó đó cũng là một cái cơ duyên rồi. Hai cậu cháu mong rằng là nếu mà được thì hai cậu cháu con có thể tỏ cái lòng thành bằng cách là cúng nhìn sột sạc đâu đó. Cái điếu thuốc mày đâu? Gì? Đâu hút thuốc? Cho hút thuốc hả? Này mày đi ăn đi mày đi. Tôi mò vô hút cho hút cho. Đi đi. Tao đâu biết đâu. Mày hút đi. Của tôi. Nam Mô Phật. Ông ơi ông có cần hút thuốc không? Để con châm trong cái thuốc ha. Ông ơi. Ông hả? Ừ mặc áo sơ mi với tôi thấy mặc áo sơ mi với lại quần tây ấy vậy. Ông bị ông thư phổi à? Để đây nè hút đi. Hết hả? Ông bị ung thư phổi rồi. Cái gì? Ông bị ung thư phổi chết veo cái gì? Bị gì ho hoài á? Ai biết rồi. Uống rượu hả? Uống rượu đâu uống. Tụi con đi không có mang rượu. Tụi con đâu có biết có sự hiện diện của ông đây đâu. Rồi, nên... tụi con hút hút thôi. Ông hút không? Đổ thuốc mà ho khạch khạch quá sao? Đưa ông lấy. Nam Mô Di Đà Phật. Thì ông ơi hai cậu cháu con đến đây. Nếu mà hữu duyên với ông rồi thì
mong rằng á ông có thể thổ lộ những điều ông đụng, ông có gì cũng cảm được á, giống như ông linh hồn mà lấy gì cảm. Ông hít, muốn hít cũng hít gì đó, kệ ông đi. Bây giờ ông ơi, cho con hỏi là ông từ đâu đến đây, hôm trước sao tụi con đến không gặp ông? Gì trời, ông mắc đã lâu chưa? Ông mắc lâu chưa? Ông muốn điều gì? Thưa nghe thù sạc thật quỷ. Thì đó, tao cũng sợ sợ nữa, tao biết cái gì. Ông ơi, cho con hỏi cái cô gái, cô gái mang bầu. Cô thấy cô, ông có thấy cô gái mang bầu không? Cái gì trời? Ủa? Ê, gì kìa, cây kìa. Tùm lum hết trơn kìa. Nghe cái đường ra luôn kìa. Ông có thấy, ông có thấy cô gái mang bầu không? Cô gái mang thai á? Nghe làm sao? Ủa đúng rồi, cô gái mang thai hôm trước xuất hiện đây nè. Tụi con giúp đi về chùa đó. Ở đúng rồi, ẩm đứa con, cô gái ẩm đứa con đi mang đi về chùa rồi, còn cô gái mang bầu nữa. Ừ. Ông thấy không? Cô ấy, chết mẹ rồi. Trời ơi. Sao vậy? Cái gì vậy? Tao không biết nữa. Đợi sao vậy? Trời. Thôi, tao lấy giò tao đạp cái. Rồi. Cái gì? Ai biết cái gì? Cẩn thận nha. Từ từ. À! Gì? Không má ơi. Cái cây nó bay lửng lửng bay đó. Từ từ tao đưa cái máy của ngoài thử đi. Ở đây nhìn ngoài có thấy đâu trời. Ây da trời ơi. Ai dẫn mặt mẹ. Có thấy cái gì đâu. Cái gì? Ai biết? Có làng xong ai biết? Sao giờ? Có gì không? Không. Để xách máy ngoài. Gì? Xách máy. Đây. Có gì không? Dạ. Đâu có gì đâu. Chỉ cây đứng nhít nữa kìa. Ông già nữa kìa. Kìa không phút kìa. Ông phô, ông phô hoặc thật chấm kìa. Ông ơi, ông hút thuốc mà ông ho quá, đừng hút nữa. Ông ơi, thì giống vậy con nghĩ là ông mắc là do cũng hút thuốc mà ra. Ừ. Thì bây giờ đã. Ê, quan coi. Cái thuốc còn nguyên đó. Ông cầm cái thuốc nào đó. Ờ, quên không. Cái ông tưởng ra. Ừ. Chứ thật chắc kìa, cái thuốc còn nằm đó kìa. Nam mô A Di Đà Phật. Ông uống rượu nữa. Bây giờ hai cậu cháu đi. Đi đâu mang rượu gì đâu. Cái gì vậy? Cái cây này nó bung bung lên hoài, nó giống như nó muốn sọt tao mày ơi. Đâu? Nó cây đó. Bỏ đi. Tôi đạp cây nè. Hôm nãy á. Hồi nãy hả? Ừ, nãy nó giống vậy đó. Bữa tao sợ nó. Cái gì trời? Cái gì? Ý trời ơi, quá trời lộ rồi. Cái gì? Nè, ông cầm đi, tôi lôi mấy cây này kìa. Nữa hả? Chứ giờ nó bít đường rồi sao gãi vô. Nó mệt quá, mệt rồi. Ủa, cái này cái gì? Ê, mày ai mày? Gì? Không em mà sọt tao cái chắc tao đụng thổ luôn á. Rồi cái tay thấy gốm luôn à. Nặng chết luôn. Chứ nó nhẹ đâu. Cần ra tiếp không? Không. Sao ngộ ta? Sao mà
Ôi nó mệt, nó chưa từng thấy mệt cái bàn kia này. Giò đạp tay lôi kìa. Ây da, làm bít đường ga luôn, tự mình làm bít đường ga lên luôn. Ừ, quá ra mệt này. Thơm quá. Kìa ông dài của nó nữa kìa. Đâu? Mà sao không thích ngồi đó gì? Ngồi hút thuốc. Ông ngồi đâu hút thuốc. Mà sao nhiều người, những con kia cũng ngồi đó đó. Ừ, nhớ không? Đó, dễ ngồi. À, cái góc đó có cái điều gì không vậy ơi? Ông ơi, ông mắc lâu chưa? Ông từ đâu đến đây ạ? À? Ông, tôi còn, ông có cần tụi con giúp đỡ điều gì không? À đúng rồi, mang bầu. Sao ông nói sao? Cổ không sao, cổ không sao. Cổ hại ông hả? Không nghe được. Ông nói sao? À, cô đó là con gái của ông. Ôi, con này là ông nói là ông là ba cô gái đó. Mà tại sao mà tới hai người giống nhau như đúc vậy? À mà sao có một cô thì mang bầu, một cô thì ẵm con là sao? Này một người hai người. Đưa thuốc hả? Hai người. Vậy là có hai cô gái. Mà ông ơi, là hai cô gái này là sinh đôi hay sao mà giống nhau dữ ạ? Hả? Sinh đôi. Hai cô gái này sinh đôi với nhau mà. Ủa? Mà hai cô gái sinh đôi tại sao mà mắc chung nhau? Mà một cô có bầu, cô đã sinh ra sinh rồi. Hai cô này lúc mà mắc là có bệnh hoạn hay hoặc là bị vấn đề gì mà mắc cùng nhau ạ? À? Cô gái mang bầu. Cô gái mang bầu sao? Chết con trong bụng. Còn cô gái đẻ sinh con sao? Chết. Cô gái có con rồi sao chết? Không hiểu. Cô gái có con đẻ con ra rồi là do bệnh chết hay sao? Mệt chứ mệt. Hay là do bị tai nạn chết? Hay đẻ được không chết? Tao hỏi nha. Đâu hỏi đi. Thì gố của tao luôn. Nó con ẩm đúng không? Con ổng nó là hai chị em không? Hai chị em ruột, hai chị em sinh đôi. Ừ. Mô Di Phật. Ông ơi, thì hai cậu cháu con đến đây thì tại hôm trước cũng đã giúp, nếu mà ông nói đó là cái người con của ông thì nói chung á thì tụi con cũng đã giúp được một người rồi đúng không? Người đó đi rồi đúng không ông? Vậy là còn một người nữa ở đây đây đúng không, là cái chị có bầu đúng không, là cũng là con ông, mà tại sao mà gia đình mình lại lựa chọn ở đây để chú ngụ, mà tại sao mắc mà cùng lúc với nhau vậy? À vậy là thì ra lúc trước là ông và cả gia đình ông bị bon boss giết đúng không? À, và là hai đứa con. Ủa vậy là nếu nó theo con thấy thì còn hai người. Ây da, ây da. Gì vậy? Trời, chết tôi rồi, trời. Ây da. Ai vậy? Cô Sâm. Cô Sâm. Cái này đâu ra vậy? Ây da. Quá tôi một cái bụp luôn trời. Cái này sao không? Nó bị tê rồi. Nó đau quá, anh tê là sao ta?
Nó tê là do nó vô gân hả? Nó nghe công gân tê. À, đừng bóp bóp đau, bóp đau. Ừ. Nói chưa? Từ. Nãy giờ ra ngay, ngay từ từ đó. Dỗ điện cháy cho nó tê. Nói chưa? Ây da. Thôi còn đi đường đó. Đi cái đi luôn đi. Tết còn con giò còn kỳ lắm. Ông nói là giống như gia đình ông bị con bót giết. Mà thôi chưa hỏi gì chừng hỏi hai ghế không đâu. Mà tại sao để cho hai người này mất? Nếu mà hai đứa con phải có hai ghế đúng không? Ừ. Sao được không? Ổng không? Vô khớp xương rồi, cái cốc rồi. Vô khớp rồi. Bị quýnh như này mà sao không xương đây? Không biết. Quýnh mạnh có tác động vẹo xương cái gì á. Rồi, không sao. Còn ok. Không nào quýnh vô bắp thịt nè, chứ phải quýnh đầu cái xương bóng quyển này rồi xong rồi. Cây sắt. Cây sắt. Cái cây nặng chứ hả? Cây nó còn mới cây mà. Cây tươi luôn. Ủa vậy là sao? Cây khó quá trời. Ta hỏi tới cái đoạn mà tính hỏi là tại sao mà hai đứa con của ổng rồi hai cái người này thì phải có hai người con rể nữa. Ừ. Mà sao mà kỳ thôi không biết nữa chưa kịp cho. Hỏi nữa mà bị gì vậy ơi. Thật ra không hỏi được, hỏi tới tới nữa đang mình tìm hiểu rõ mà ông này nói gia đình nó bị bon bót giết. Bon bót giết nhưng mà có hai thằng rể thoát chết không? Thì tao hỏi tới nữa coi sao đó mày, cuối cùng rồi mày hỏi tính hỏi là tại sao ở đây như nào đúng nhưng mà chưa kịp tới đâu mày ịt. Ừ. Bởi gì? À, Nam mô Phật. À, ông ơi thì tụi con cũng ai da. Gì trời? Trời. Yeah. Chết rồi. Chết bà luôn mày. Nữa rồi. Cái sao không? Đâu mà ác ôm trời đâu quấn. Rồi cái máy này vẫn không đứng nữa. Được không? Thở. Thở nổi. Chờ. Đâu cũng như lưng hả? Dạ. Mà không. Ủa đường đỏ hối vậy nè. Được không? Sao nguy hiểm quá vậy? Thở trời. Sao quýnh đồ ngã ngã chân quýnh ông ngã lưng. Mà không thấy gì chứ. Không thấy. Phải thấy nó gì? Phải thấy là kêu rồi. Được không? Thở không nổi. Từ từ thôi. Hít sâu và thở nhẹ nhẹ ra thôi. Rồi sao? Được không? Dạ chưa. Ủa? Cái gì sao kỳ vậy? Sao? Sao em thấy một lần nổ ao vậy hết trơn rồi? Rồi. Nè. Nó lượng nó ao đây nè, rất dài đây nè. Sao giờ bình thường ơi. Tao nghe sao kỳ vậy? Mất thật. Ủa đúng không? Nè. Muốn gãy cái này luôn. Ông già, ông già. Ông già. Thế ông không mặc áo sơ mi quần tây đó. Ừ. Ông nói gì? Ông kêu vô gì chú ơi. Ông vô chạy đi. Tao thử cái được rồi. Ừ. Nó mổ gì đó Phật. Ông ơi, ở đây dường như đang có một vong linh nào ở đây nữa không? Hả? Nó mổ gì đó Phật. Ông ơi, hồi nãy con hỏi ông á, nhưng mà con hỏi chưa có hết. Tại sao mà gia đình nó con nghĩ ông? Ông đổ thuốc nữa. Gì vậy? Ông đổ thuốc nữa. Không thuốc nữa hả? Mày đưa tao một điếu thuốc coi. Bây giờ không ông có hút đâu. Hả? Ông có hút đâu. Đưa ông cái phô cạch. Mà ý là ông cho ông chịu nói chuyện. Ông dị ứng kìa. Đưa ông hút cái phô cạch. Đốt luôn cho.
Ngày xưa mà ai cũng hút thuốc đi. Ừ, mừng hết mừ luôn. Từ từ. Nam mô A Di Đà Phật. Ừ. Ông ơi, thì đây con gửi cho ông điếu thuốc nè. Thì ông, con mong ông tỏ bài cho con nghe những gì mà gia đình ông đã trải qua. Mô Phật. Ông cứ để nó cho ông cái gì đó. Ông cứ để trên cái bậc thang đó. Ông cầm được. Ừ, ông để cái bậc thang đó. Ông lấy thuốc mà thuốc còn nguyên chăng? Kì vậy? Ông ơi, ông bây giờ hiện tại ông cho con biết được không? Là cái hai chàng rể của ông tại sao mà không ở nhà mà lúc đó mà không dẫn dắt cả gia đình mình chạy đi mà ở đó đến khi đến nỗi mà bị Pol Pot giết hết vậy? À, thì ra là hai chàng rể bị lính. À, lúc đó là chiến chắc tranh là thoát chết do... rồi con hiểu rồi. Còn vợ ông sao không? Ây da, gì trời, ây da, gì vậy trời, à cái gì, chưa sao không? Ôi trời, chết bà rồi trời, cái gì hoài vậy? Từ này đau lắm. Nhưng mà sao mà nó vậy chứ hồi nó bình thường à? Ây da, ôi. Cái gì? Chóc da luôn. Vậy đến hỏi bình thường ngộ à. Sao đâu mà không thấy ta? Không biết đâu à. Sao? À, gặp thứ dữ nữa rồi. Dùng cái cây luôn đi. Dũng hầm đi, dũng quá thôi. Ngoài cầm cam dữ hoài luôn. Thôi sao dám? Bây giờ cũng bịt hoài. Bây giờ cầm cam đưa vậy mình đi như nè. Gì? Cầm cam đưa vậy nè, đi như nè. Đi trước đi cam. Đi nghe đi trước cam á, đi trước cái máy á. Ây da, đây nó cầm vậy. Vậy chứ một hồi nó không đau tự nhiên, không như không có gì vậy ngộ. Ừ. Cái nha. Vậy chúng ta ăn nè. Con gà có tiêu rồi. Đi sao một bộ nằm đó ta? Ủa, mà để ai nhắc đó. À, tôi để đó. Hồi nãy bộ ngoài này nè. Phải không? Không nhớ nữa. Đi chưa? Đi vô. Đi vô trong luôn sao? Cái gì trời? Cái gì? Cái gì? Trời ơi, cái gì? Cái gì? Cái này, cái cây gì đèn ngoài vậy? Cái gì? Không biết, thấy cái cây này ra cái cổ không? Trời ơi.